I love you. Now you set my soul on fire. Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chơi về chị ong. Một tuần rồi không có chơi về ong từ khi mà ra cái bộ skin trong đợt cầu vừa rồi, mọi người thấy không? Nhưng mà mình vẫn mê bộ skin của ba côn trùng này nha. Skin S nha mọi người. Nếu mà dùng hết cái đám bọ thì các bạn sẽ được lột da đầu. À lộn, lột cái nón. Lúc đó là tóc nó sẽ bung xóa ra nhìn rất là đẹp. Nhưng mà tóc này được cột lại thành hai chùm rồi, màu tím. Bộ phim này thì hiện tại nó được full ở trên Netflix rồi, cho nên là mọi người muốn xem thì có thể vào, có tiền hay là cái tài khoản thì vào đó xem. Còn không thì mình có thể xem web ngoài cũng được. Mà thường thì tất nhiên là những cái gì nó chính thống thì nó sẽ sắc nét hơn, nó rõ ràng hơn. Đúng không? Chứ nếu như mà xem ví dụ như là có những cái bản phim mà kiểu ngày trước mình cũng chưa đi xem phim Bố Già của Trấn Thành nữa, nhưng mà có nhiều bản lậu ở trên đó coi mờ ò, mà kiểu như là giống như họ quay lén hay sao ấy, cho nên là cũng không muốn coi. Coi cái loại mà tập cắt cắt từng tập là đủ rồi. Nhưng không biết là mình có phải là loại kiểu giống như là quá là hơi bị quê mùa không. Phim nó kiểu cũng rất là nổi nhưng mà không có thời gian đi xem, với lại cả cũng không phải gu nữa. Tại vì mình xem cái drama trên TV, trên YouTube rồi, cũng hiểu nôm na là sẽ có những cái hài, có những cái cao trào cảm xúc sâu lắng, đủ những cái tình cảm ở trong đó, đủ những cái mà drama ở trong đó, cho nên là kiểu cũng đoán già đoán non được rồi. Chẳng qua là tình huống phim nó sẽ khác so với bản chiếu rạp thôi, cho nên là cũng lười đi coi. Bữa nay đang rất là nổi cái bộ phim Minion, cũng đang rủ chị đi xem nhưng mà lại rất là lười. Đi vào thứ bảy chủ nhật thì thường thì giá vé sẽ cao, cũng không muốn đi. Mà nếu mà đi thì người thì học, người thì làm, mà đi vào buổi tối ấy, thì lại tối thì lại chơi game rồi, làm clip rồi, không có thời gian đi nữa. Nói chung là cũng không thể nào sắp xếp lịch được. Những cái ngày trong tuần thì lại bận việc rồi. Hôm nay mình gặp Percy trong ranh nha mọi người. À trận thường chứ, quên. Ngày lát nữa đến giờ mình sẽ đi ranh. Nếu như mà nói về cái việc mà mua nhân vật nào hoặc là nhân vật nào mạnh, mình thấy là chị ong cũng rất là ok đó. Sửa máy ngon này, cai cũng ngon. Mình có thể dùng bỏ để đỡ counter rất là nhiều nhân vật hunter, đặc biệt là bên ấy. Bây giờ bên thì mọi người thấy nó móc rất là ảo, mình có thể dùng bỏ để đỡ cho mình được một cái móc. Nếu mà gặp Percy thì thích cầm nhánh 9 đi cứu người hơn. Chứ bây giờ thì nhánh 6 thì mình phải đợi một lát. Đây, cho lính thuê kêu là để cho lính thuê tự trị thương đi, để heal cho nó xong. Nó tới rồi. Đây, để mình dùng bọ đỡ cho một hit này. Ôi, nó đánh bọ của mình kìa. Ui, may quá mình hồi bọ về kịp. Ui, nó qua đây. Má con này, mình không biết nó đi hướng nào luôn. Gồng cái gì trời. Tôi chơi hệ xoay cam nha. Úi giời ơi, ông. Ê, thanh niên này có phụ kiện nhìn rất là đẹp nha. Rồi đứng lên, đứng lên mà cai tiếp đi. Úi giời, gồng. Trời má hết hồn luôn má. Má nó chùi đâu ra, nhìn hết hồn thiệt sự chứ. Thanh niên này cũng có thể counter Percy bằng cách thường bỏ nhé. Mọi người thấy sắp lướt đến mình thì mình thả bỏ ra và đỡ cho mình được một hit đấy. Cắm mắt à. Nếu mà gặp lính thuê thì mang cắm mắt đúng bài luôn. Hôm nọ chơi Percy cầm đá máy chui nữa. Cứ lướt đến đâu là đá đó, nhìn rất là mắc cười. Ngày hôm nay là ngày thứ bảy rồi, thời gian trôi rất là nhanh đúng không mọi người? Mọi người trải qua kỳ thi rồi này, xong bắt đầu là giờ là nghỉ ngơi, chờ đợi kết quả. Ngày trước là phải đợi, ngày xưa là phải đợi trên trường họ gửi bưu điện về, lúc đó mới biết đậu thắng, đậu hay không ấy, đúng không ta?
đến cái thời mình ấy, thì tra điểm trực tiếp ở trên mạng luôn. Bây giờ cũng thế thôi. Nhớ mấy cái bộ phim ngày xưa mà trên triều đình họ chấm bài xong bắt đầu là dán cáo thị ở ngoài bảng ấy. Rất là trong phim thì đông người tới xem ai đỗ Trạng Nguyên là bắt đầu là hoành tráng luôn. Rồi đứng lên để mà mở cổng thôi. Nó qua đây rồi. Nó qua đây mà cũng không ai báo mình một câu nữa. Chết tôi rồi. Nó qua đây mà không ai binh một câu nữa để mình nổ máy. Giờ có muốn làm gì mình chăng nữa thì chắc là cũng không có được rồi. Tại vì đồng đội mình đã hết cổng rồi. Trận đấu chắc chắn là thắng. Nếu như mà được thì mình sẽ có cơ hội mình tự xử luôn. Mà công nhận là cách chơi này của Percy thì mình thấy thật sự rất là hay, rất là đổi mới. Và NE nên thiết kế nhiều cái cách chơi nó khác lạ như thế, thay vì cứ phải auto đặt lên ghế tên lửa, đúng không? Có rất là nhiều cách để có thể tiêu diệt sơ cách bleed máu giống như là bleed máu giống như là Percy đi chẳng hạn. Cái gì vậy? Trời ơi, may quá cái quả đấy nó không gồng trên 50. Trời ơi, má. Ui dồi ôi mọi người ơi. Rồi xong, mình sắp bị nó lột da đầu rồi đó. Nè, bị lột da đầu rồi nè. Tóc hai chùm rồi mọi người. Không vào được trong nhà kịp luôn. Tức ghê á. Ok mọi người đừng chuyển kênh nhé. Mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa cho mọi người cùng xem. Cứ tưởng là sẽ làm thêm được một trận hoành tráng nữa mà không có được. Ok, bây giờ mình sẽ quay trở lại với map Bệnh viện Thánh Tâm để đi trận rank nha mọi người ơi. Bữa nay là mang phụ kiện là đọng xương, lác. Bực ghê luôn á mọi người. Tại vì hồi nãy mình thấy là cái phụ kiện S nó kiểu đi nó cứ bị rối. Thứ hai là nó cứ lòe loẹt quá, nhìn nó cũng không thích. Trời ơi, này gặp chị cá. Nhìn cái cách lau kiếm là biết là chị cá Skina rồi đó. Nếu như mà đợt này mà không ra cá là mình lấy thẻ A mình đổi. Trời ơi, bà cá công nhận có bộ skin đúng đẹp luôn. Da trắng như tuyết này. Tóc thì trắng cũng như tuyết luôn. Và đồ cũng trắng như tuyết luôn. Không có đen. Môi cũng trắng như tuyết luôn. Ủa môi có màu đỏ không ta? Cái này lát nữa phải để xem lại xem là cái skin của bà này có cái môi đỏ như là son không nha. Ngày xưa cứ mỗi lần mà đi ngủ là phải bắt bà hoặc là mẹ kể chuyện cho nghe mới được ngủ được. Kiểu như nó là tiềm thức rồi đó. Giờ thì mình thấy là thông thường nếu như mà sau này mà có con cái chắc là cũng cho nó ngủ riêng sớm. Hơi đâu mà ôm ấp như ngày xưa mọi người. Mình thấy ở bên nước ngoài á là họ cho con họ tự lập sớm lắm luôn á. Kiểu giống như là đến tầm từ bé, từ lúc sơ sinh là đã ngủ riêng rồi chứ không cho ngủ chung. Ô con cá này á. Úi giời, đâm. Mình cũng có thể cản trở đường bay của bà cá bằng cách là mình sẽ dùng ong để chặn đường nha. Bay chậm lắm luôn á. Mà bà này có nguyên cái phụ kiện luôn mọi người ạ. Ô nó đuổi con mình luôn. Đua không? Đua xe với cô không? Đua xe với cô không? Cô rút dao về rồi cô đi bộ hả? Ôi cái hitbox của nó rút nhanh ấy nhở. Thông thường là nếu như mà cái hit thứ hai đánh bỏ là mình có thể kéo dễ dàng bỏ về rồi. Ui giời ơi. Rồi đứng ở bên đó chơi luôn đi má. 4 3 Ok hồi bỏ rồi. Đấy, mọi người cứ ngắt quãng của nó bằng cách là mình nhảy qua cửa sổ, nhảy qua ván nha. Để cho nó phải rút dao về. Và nó khựng lại một chút. Và thanh niên này thì bị giảm sức mạnh ở một chỗ là trách. Nếu mà đứng gần mà bàn tay có gió là đánh một phát là mất bỏ luôn. Cho nên là mọi người phải coi chừng cái chỗ này nha.
côn trùng mà gặp Jack là hơi mệt á. Thanh niên này đuổi hướng khác rồi mà không biết là hai bạn kia đang ở đâu để hiêu. Đây, cái phụ kiện này nhìn ong nó rất là đơn giản, nhìn đơn điệu. Mình thích cực kỳ luôn, chứ mình không thích cái bộ S, mặc dù S là đẹp thiệt. S thì tất nhiên nó sẽ phải loè loẹt và đầu tư hơn nhiều so với A rồi. Ok, còn máy cuối. Thanh niên đồ chơi đang sửa. Cũng lâu lắm rồi cũng không chơi đồ chơi. Để mà mình cố gắng mình chơi lại rồi mình sẽ úp sớm nhất cho mọi người xem nha. Trời ơi, đi cover máy mà. Vậy là mất người rồi. Mất người thì mình xin cái máy nha. Đấy, skin có thể cũng phụ kiện này nó nhìn đúng đẹp luôn. Nhưng mà mình thấy cái phụ kiện thì này nếu nó hợp với bộ trang phục B nó ngộ nghĩnh vậy đó. Thường thường là sẽ phải hợp với những cái bộ trang phục A hoặc là S đúng không? Nhưng mà không, nơi E không, hợp với A, B nha. Rồi nổ máy đi. Ủa, nó đánh nó xong nổ máy. Bực bà này ghê á. Đợi gục mới nổ, lúc đó đồng đội có nửa máu chạy đâu có nhanh đâu. Giao cho nổ máy mà đợi gục mới nổ. Và cá là hitbox nó rất là nhanh, cho nên là khi mà mình đập ván là mình đập luôn, đừng có chờ. Bữa nay mình cũng rút kinh nghiệm rồi, mình không có kiểu giống như là chờ nó qua là canh đập ván nữa, quá sợ rồi. Trời ơi, nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Ui, ôi may quá nó đi rồi mọi người ơi. Đây, từ từ. Mình còn nhánh 6. Nếu mà cứu được thì mình sẽ cố gắng mình cứu. À, cho ngay ghế ngay đây. Mình đang lo cho ghế ở xa đó chứ. Từ từ nha, đừng cứu sớm. Ok, mất người nè. Trời ơi, đầu hàng luôn, thấy nhánh 6 kiểu giống như là bất lực luôn á. Ok, vậy là mình kết thúc video clip đây nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau. Và chúc mọi người có một buổi sáng thật là vui vẻ nha. Bye bye.